giống như cũng giống như các cái hàng nước của anh ấy, anh bên anh bán thì nó anh nhìn cái chất lượng của anh là biết liền. Bây giờ lỡ về cái hàng tốt rồi ở thị trường mình thì bán khó. Bán đây là những cái mặt hàng này là chịu ý nhiệm hết, bên này chịu nhiệm hết. Những hàng này rất đảm bảo. Kể cả cái dây cáp này, cái cáp vải này cũng khác với người ta luôn. Nếu mà ở nhà anh có cái này vào trong công trình phải có cái giấy này mới được. Còn những cái dây loại rẻ không có cái loại giấy bảo hành, không có cái giấy kiểm định.